Vụ cháy nhà trong ngõ sâu thuộc tổ dân phố Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt khiến ba trẻ nhỏ là anh em ruột tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Đây là bản tin tổng hợp của kênh tin tức thời báo 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt Dương Đình Luyện, nơi nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong tại thành phố Chí Linh, Hải Dương chiều ngày 23 tháng 6. Cháy nhà ở Đà Lạt làm chết ba anh em, mẹ quên tắt bếp ga khi ra khỏi nhà. Vụ cháy nhà trong ngõ sâu thuộc tổ dân phố Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt sáng ngày 24 tháng 6 khiến ba trẻ nhỏ là anh em ruột tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là các em Vòng Anh Khoa, 6 tuổi. Vòng Ngọc Bảo An 4 tuổi và Vòng Minh Anh 1 tuổi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Sự bất cẩn này đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, chiều ngày 23 tháng 6, con gái bà Nguyễn Thị Tâm, 52 tuổi, là chị Đậu Thị Tú, 29 tuổi, dẫn các con gồm Khoa, An và Anh đến thăm bà ngoại và ở cùng bà Tâm trong căn nhà bà ở nhờ phía sau nhà chính để đi làm thuê. Vào sáng ngày 24 tháng 6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác. Chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ để ba con nhỏ ở trong phòng, sau đó khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trong lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp gan nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm và thấy lửa cháy từ đó nên đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được. Sau đó người chủ nhà hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng do lửa cháy lớn nên không dập được. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm, chỉ đạo các hoạt động điều tra và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, chị Trần Thị Ngọc An, sinh năm 1993 đã không qua khỏi. Thi thể chị An đã được đưa về nhà, chuẩn bị lo hậu sự cùng với mẹ ruột. Chị Trần Thị Ngọc An là một trong hai nạn nhân trong vụ án xảy ra tại phường Văn An, thành phố Chí Linh, chiều ngày 23 tháng 6. Trước đó, bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1964, mẹ ruột của chị An được xác định đã tử vong. Nghi phạm gây ra vụ án là Dương Đình Luyện, sinh năm 1985. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh, chưa rõ biển số, đến nhà mẹ vợ cũ là bà Lê Thị Hoa tại phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hoa và vợ cũ là chị An. Sau đó Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Do vết thương nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà Hoa tử vong. Chị An cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với công an thành phố Chí Linh khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện. Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc trong rừng. Ngày 24 tháng 6, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn so nhiều đối tượng có tiền án tiền sự cầm đầu. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động quy mô lớn với phương thức và thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp do Đặng Thanh Bằng, sinh năm 1987 cầm đầu, bằng đã có hai tiền án về tội đánh bạc. Để có tiền tiêu xài, Bằng đã liên kết với bốn đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc để lập giới tổ chức đánh bạc. Cả bốn đối tượng đều đã mang nhiều tiền án, bao gồm Nguyễn Thức Cường, sinh năm 1979, Nguyễn Thức Quang, sinh năm 1990, Lê Văn Việt, sinh năm 1985 và Phạm Ngọc Đạt, sinh năm 2000. Sau khi đã thiết lập xong đường xây đánh bạc khép kín với Cộng sự Đắc Lực, Đặng Thanh Bằng đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định riêng. Cụ thể, mỗi khi con bạc muốn chơi, tất cả thì đều phải gửi xe tại một địa điểm tập trung. Sau đó, bằng yêu cầu người trôi giao được tiền điện thoại trước khi đàn em đưa các đối tượng đánh bạc đi lòng vòng nhiều nơi để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đối với người đầu tiên đến tham gia, bằng yêu cầu phải đạt được còn bạc cũ bảo lãnh, nếu không thì không thể vào. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu trên địa bàn rừng núi nguy hiểm, cách xa khu dân cư. Mỗi canh bạc đều chỉ được bằng và các đối tượng tổ chức từ 1 rưỡi đến 2 giờ đồng hồ. Sau khi chọn được địa điểm, bằng giao cho đàn em có nhiệm vụ cảnh giới. Nếu phát hiện bất thường, con bạc được thông báo để có thể hủy tăng vật, giải tán. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc do bằng cầm đầu, tạm giữ 18 đối tượng liên quan. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 250 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, nhiều xe ô tô và tăng vật có liên quan. Công an thông tin vụ cháy chánh điện Chùa Thuyền Lâm ở Huế Chiều 24 tháng 6, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin về vụ cháy xảy ra tại chùa Thuyền Lâm số 150 đường Điện biên phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Theo cơ quan công an, vị trí đám cháy xảy ra tại chánh điện của chùa Thuyền Lâm, nơi có nhiều vật dụng dễ cháy, tường xung quanh được làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng sử dụng bọt phun vào đám cháy để bảo vệ cấu kiện của tòa nhà chánh điện không sụp đổ, ngăn chặn đám cháy lan ra các khu vực khác của chùa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hỏng nhiều vật dụng bên trong chùa Thuyền Lâm. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 6, người dân thấy nhiều khói bốc lên bên trong chùa Thuyền Lâm, sau đó ngọn lửa bùng phát mạnh, trực sáng khuôn viên chùa. Các sư thầy đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay cùng với người dân dập lửa, nhưng không thành. Lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo ghi nhận, đến 14 giờ chiều 24 tháng 6, lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, cổng chùa bị đóng. Khu vực chánh điện chùa Thuyền Lâm được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy. Thuyền Lâm là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Chúa Nguyễn ở Gò Dương Xuân, nay nằm trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Chánh điện chùa mới hoàn thành quá trình sửa chữa, cải tạo thời gian gần đây. Kiểm tra quán Internet ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa. Lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 50 khách, chủ yếu là trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên, trong đó một số người dương tính với chất ma túy. Ngày 24 tháng 6, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp phát hiện dương tính với ma túy khi kiểm tra quán internet trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 20 tháng 6, Công an quận Tân Phú kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Net 269 trên đường kênh Tân Hóa, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đóng cửa phía ngoài nhưng vẫn lén lút hoạt động bên trong. Qua công tác nằm bắt tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ kiểm tra đã xâm nhập và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có khoảng 50 khách sử dụng Internet, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Qua test nhanh, có 3 người dương tính chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều xe mô tô không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe. Cơ sở này cũng không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Lãnh đạo công an quận Tân Phú cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán internet để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm. Bản tin của Trường hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.